Công an huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với khuất thị hiểu về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó thì công an huyện Hải Hà tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn Quảng, giám đốc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương tại Quảng Ninh, văn phòng tài trợ trung tâm Hải Hà 1, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà về việc vào các năm 2021 và 2022, nhân viên kế toán của công ty là Khuất Thị Hiểu, sinh năm 1986, trú tại tổ 1 khu Vĩnh Quang, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã tự lập các hợp đồng cho thuê dài hạn ký ốt, hợp đồng đặt cọc mua bán đất tại khu vực chợ trung tâm Hải Hà 1 để chiếm đoạt tiền của các hộ kinh doanh. Sau khi bị phát hiện, Hiểu bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Lực lượng chức năng xác định đối tượng Hiểu đang lẩn trốn tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tại cơ quan điều tra, Quách Thị Hiểu khai nhận toàn bộ hành vi tự ý lập khống các hợp đồng cho thuê dài hạn các ký ốt và hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng của 5 hộ kinh doanh tại chợ trung tâm Hải Hà 1, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.